Thị trường Trung Quốc cũng đã có rất là nhiều các cái biện pháp bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 1. Hầu như cứ vài ngày họ lại có một cái biện pháp từ đội tuyển quốc gia mua cổ phiếu. Đội tuyển quốc gia có nghĩa rằng là những cái công ty mà đã trong cái danh sách của nhà nước đấy là phải mua gọi hay là gói giải cứu thị trường, cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nới lỏng bất động sản. Rất là nhiều các yếu Đấy, chỉ từ tố. đầu năm nay thôi nhá. Và Đây, chúng ta nhìn thấy một loạt cái chính sách để hỗ trợ thị trường cổ phiếu đầu tiên, sau đó thị trường bất động sản. và Đó, phát triển thị trường nhà ở cho thuê kìa. Đội tuyển quốc gia mua cổ phiếu này mới là kinh khủng. Việt Nam thì chưa có quả đội tuyển quốc gia mua cổ phiếu, đúng không? Tức là hô các doanh nghiệp lớn mà có nguồn vốn lớn từ nhà nước để mua 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 để giải cứu thị trường, gói giải và cứu thị trường. Đấy. Và chỉ số thì ngắn có hạn sự tăng hồi vọt, và đó, phục hồi. nhưng mà theo anh Long thì cái gốc rễ vấn đề nó nằm ở đâu? Đấy. Gốc rễ vấn đề nó không phải là nằm ở cái chính sách kích thích này. Và Đấy. Đấy. Chúng ta nhìn cũng không phải chuyện ngắn hạn này. Mà gốc rễ vấn đề nó nằm trong, bọn tôi vẫn nói rất nhiều lần, nó là nằm trong cấu trúc hay là cơ cấu của nền kinh tế.